Anh nhớ không anh, dưới ánh trăng năm nào anh nói em đen xì, bàn tay nhỏ đen đen, nắm tay hát câu hẹn hò rồi em buồn khóc trong lòng anh. Em thì đau lòng tuổi hơn biết mấy, bởi anh chiều hoài mà không chia sẻ với em. Bên em rối ren trăm bề lòng nguyện thề trắng lên vì anh. Bên em có a tin rồi làm da này trắng lên mà thôi. Cầu cho da trắng mãi bên ta, trái tim bao người anh thương sẽ mãi không bao giờ lỡ phai. Cho dù sau này như thế nào thì em vẫn luôn có skin AFC. Thưa quý vị, lâu lắm rồi Kiều Anh mới xuất hiện trở lại, mà lần này thì nó khác, bởi vì phải có mục đích, có cái gì đem đến cái lợi ích cho quý vị thì Kiều Anh mới xuất hiện, chứ hậu xuất hiện không không như vậy thì thấy nó phí lắm. Hồi nào tới giờ quý vị cũng thấy rồi, Kiều Anh ít có bao giờ xuất hiện để giới thiệu sản phẩm này hay sản phẩm nọ, bởi vì Anh chưa bao giờ xài hoa thì sẽ không bao giờ dám giới thiệu hay là dám chia sẻ với quý vị. Thì quý vị cũng biết rồi là Kiều Anh cũng là nghệ sĩ mà cho đến ngày hôm nay vẫn giữ được một chút gì đó, thì gọi là phải kỹ lắm, từ việc ăn uống nè, từ việc dưỡng da nè, dưỡng da mặt, rồi dưỡng da tai, nói chung dưỡng thể đó, lúc nào mình cũng phải hết sức là tương tất khi mà xuất hiện trước quý vị khán giả. Thì tại vì cái đó mình kỹ cho mình mà kỹ cho bản thân mình nữa, thì mà con người mình càng ngày càng sống thì càng bị lão quá, càng bị ô nhiễm nhiều thứ lắm, thì nó sẽ tác hại lên làn da. Cho nên Kiều Anh phải cố tìm cái nào uy tín nhất, chất lượng nhất. Thì thật sự rất là may mắn, đó là một cái sản phẩm Skin AEC mà Anh thấy là Anh xài trên người Anh và Anh thấy có hiệu quả, nó rất là hiệu quả. Cho nên rất là mừng, không phải mừng cho mình mà mừng được là ôi, mình sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả, những người yêu thương và yêu thích mình. Để chi? Để cùng nhau đẹp. Nhất là những khán giả nữ của Kiều Anh hay là những cái cô hơi lớn tuổi chút xíu cũng yêu thích Kiều Anh mấy chục năm qua, thì bây giờ Anh đền lại bằng cách là chia sẻ. Nếu mà Anh được đẹp chút đỉnh thì Anh cũng muốn chia sẻ lại khán giả, để sau đó là chị em cùng đẹp, để chúng ta cùng thăng tiến trong cái cuộc sống này. Thì thưa quý vị, là bây giờ trên thị trường thì biết là quý vị đang phân vân lắm, là kem trắng da cấp tốc nè, rồi kích trắng da nè, ôi đủ thứ trôi nổi trên thị trường mà không qua kiểm định thì rõ ràng hết, nên nó không có bảo đảm an toàn khi mà mình sử dụng đó. Nhưng mà đặc biệt với sản phẩm ngày hôm nay thì bảo đảm với quý vị là uy tín, chất lượng, và hơn ai hết thì Kiều Anh đã xài và thấy nó rất là chất lượng, cho nên muốn chia sẻ đến quý vị thế thôi, không phải quảng cáo gì đâu, nghe không nhận tiền những bạn gì hết. Nhưng mà rõ ràng là thấy nó được, nó đẹp thì muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Thì đã nói rồi thì phải chỉ cho quý vị xài, Kiều Anh xài sao thì quý vị xài y vậy nha. Đây nè quý vị, đây là Clean Sun Bath, là cái sữa tắm. Cái sữa tắm là mình tắm để chi, quý vị biết không, cả ngày mình đi ngoài đường có bụi nè, rồi nó bám vô da, nó dơ, thì cái này nó sẽ giúp làm sạch hết tất cả những cái gì bám vào trong người của mình. Và khi sạch rồi thì lỗ chân lông nó đã được sạch, nó nở ra. Thì đây là cái cốt lõi nhất, cái mà Kiều Anh thích nhất và muốn nói tới quý vị, đó là kem ủ kích trắng. Và cái thành phần chủ yếu là than hoạt tính, rất là tốt quý vị. Thì nè, Anh sẽ xài lên cho quý vị thấy nha. Đó, bây giờ đó, thấy nó chưa? Đó, Anh xài lên, nhưng mà mình ủ nó khoảng 20-25 phút nha quý vị. Ủ khoảng 20-25 phút. Đó thưa quý vị, thì Anh để Anh thử trên tay Anh nha. Đây, thì mình chia xoa đều như thế này nè. Mình xoa như thế này nè, khoảng 2-25 phút. 2-25 phút thì nó sẽ cho ra một cái kết quả bảo đảm với quý vị, như là kêu Anh nói với quý vị gì đó. Ha, như vậy. Đó, thì mình để đây nha. Thì để Anh hướng dẫn tiếp cái để không có mất thời gian quý vị. Cứ để đây 20-25 phút, trong thời gian đó thì Anh mới nói đến cái chai này. Sau khi cái này nè, cái chỗ này nó sẽ khác hoàn toàn để cho quý vị thấy. Cái này là kem, coi như là sau khi cái này mình lấy xong rồi mình để cái này lên. Để này lên thì là gọi là kem dưỡng trắng da ban ngày, và nó có đặc biệt là chống nắng cao luôn, độ rất là cao, bảo vệ cho mình. Và cái chai này thì nếu bây giờ bạn xài ban ngày thì đây là ban đêm, y như vậy. Nghe quý vị nha. Và cái giá thành của nó không mắc đâu quý vị, nó chỉ có mỗi chai là 490 ngàn thôi. Mà ngộ lắm, đặc biệt nữa nha,
3 chai, quý vị mua 3 chai thì sẽ được tặng một chai sữa tắm. Có lời nha. Bây giờ 3 chai quý vị cộng lại đi, 1.470.000. Có 1.470.000 mà mình được tặng cái chai này. Mà thưa quý vị là xài lâu lắm á, mấy tháng lận á. Xài tôi mấy tháng mà có 1.000.000 mà người đẹp trắng ra thì đáng không quý vị? Đáng chứ. Bỏ ít giống như bỏ một tép bắt đường tôm. Quý vị ơi, bây giờ là đã được 25 phút rồi. Chị Quỳnh lao nha. Lao nè. Quỳnh lao hết nha. Từ từ ha. Quỳnh lao cho thật sạch để thấy được cái sự khác biệt giữa hai bên cái tay. Một cái tay xài rồi và một cái tay chưa xài. Rồi, quý vị xem nha. Đây, đó, lao hết rồi đó. Rồi, sau khi chùi hết rồi nè, bây giờ quý vị, chị Quỳnh khoe nha. Đây, là cái tay đã xài rồi. Cái này chưa xài. Đó, quý vị thấy sự khác biệt không? Quá khác biệt đúng không? Có thì Quỳnh mới dám nói. Mà đặc biệt đó quý vị, cái hồi nãy Quỳnh nói mà làm cho trắng da là nó có thành phần than hoạt tính đó. Thì nói thật với quý vị là nó làm chống lão hóa làn da mình. Mà nó ngừa cả mụn nhọt nữa. Giống như mình đi mình bị dị ứng biển, dị ứng gió. Giống như Quỳnh bị trái nước tắm mà khát nước chút xíu là sẽ bị mụn ngứa chích chích. Thì nó là cái người mà coi như là số 1 trị về cái đó luôn, không bị cái gì hết, không ngứa. Mỗi lần quý vị biết mình phụ nữ mà cứ ngứa gãi rồi đỏ lên mẩn chùng 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 rất là khó chịu và rất xấu. Cho nên là đặc chiêu của nó là nó trừ cái đó thưa quý vị. Vậy nha, thôi nói nhiều quá tưởng mình quảng cáo. Thật sự không có, đây là chia sẻ thôi. Vì thấy nó tốt, uy tín thì mình chia sẻ cho quý vị thôi. Và quý vị ơi, nếu mà quý vị vô comment nhớ để lại số điện thoại của mình nha, để có gì hỏi thăm nhau, rồi hỏi kinh nghiệm nhau, trao đổi cho nhau để nó gần gũi và tìm hiểu sản phẩm nó chính xác hơn, đúng không? Để cho mình tin và dùng hơn. Mình muốn dùng thì mình phải biết thật sự về nó, nguồn gốc, đúng không quý vị? Chắc chắn điều đó ha. Quý vị ơi, hồi nãy là cái mà Quỳnh nói là cái làm kịch trắng da có than hoạt tính trong đó, thì bây giờ là cái mà mình dưỡng da ban ngày sau khi xài nó rồi, mình dưỡng da lên để chỉ để cho một cái lớp nữa bảo vệ an toàn làn da và cho nó có thêm một cái kết quả mỹ mãn nữa. Thì nè quý vị, Quỳnh xài lên cho quý vị xem nha. Đó, đây, đặc biệt là nó dưỡng da nè, nó chống nắng rất là cao và rất là tốt như quý vị. Thì nè, và đặc biệt trong cái chất dưỡng da ban ngày và ban đêm này nè, nó có collagen rất là nhiều. Sau khi mà quý vị xài lên rồi, quý vị sẽ thấy rằng là nó căng ra như da em bé vậy đó. Chắc chắn một điều như vậy. Và nó mịn màng mà nó thơm, nó rất là thơm thưa quý vị, thơm lắm. Cái mùi của nó rất là sang, cái mùi sang trọng lắm, nó cứ thơm nhẹ vậy đó. Và nhớ nha quý vị, nếu mà quý vị tin tưởng Kiều Anh rồi qua cái Kiều Anh tin tưởng sản phẩm thì quý vị nhớ comment để lại số điện thoại, rồi mình hỏi, mình trao đổi các thứ, rồi để mình xài. Thật ra có 1.000.000 nguyên một bộ 4 chai mà xài mấy tháng, tính rằng tháng có mấy trăm ngàn. Có mấy trăm ngàn mà đẹp, an toàn, không phải phẫu thuật, không phải đến bệnh viện, không phải lột da, không phải dùng để tẩy lên, để ba cái nước tẩy tầm bậy không rõ nguồn gốc rồi da nó lột ra rồi bị ung thư da đủ kiểu hết quý vị ơi. Nó có 200-300 ngàn một tháng thôi, mình chia ra cho 4 tháng. 300-400 ngàn thôi, 300 mấy đi, giống như Quỳnh chưa có chi chính xác, nhưng mà 300 mấy thôi mà mình được an toàn, không có bị hư hại gì hết trơn, mà nó rõ nguồn gốc rồi uy tín chất lượng, điều đó là điều không thể nào mua được, đúng không quý vị? Rồi chia sẻ như thôi nha, làm quá tưởng quảng cáo. Rồi Kiều Quỳnh chúc quý vị sẽ có làn da mịn màng trắng sáng như là con nít nhé.